Hello, xin chào mọi người. Lâu quá không xuất hiện. Hôm nay là sao ta? Hôm nay là rảnh nên là nhí nha nhí nhố xíu. Khoe hai em này. Đeo đây luôn cho mọi người dễ thấy ha. Quay điện thoại nên là chắc quay chừng xíu thôi. Hôm nay nói gì ta? Hôm nay thì sẽ nói về cái boss. Hay đừng ai bắt lỗi tiếng Anh nha, em không biết tiếng Anh đâu. Người ta kêu có mấy bạn kêu là đi SD này nó im như là đi đôi giày bot này, đi đôi bot của Adidas, nên đây là lý do mà hôm bữa thấy em này sale hốt em này về liền, giá khá là hấp dẫn này, mua toàn mua đúng size không chắc để dành mang luôn quá. Đây là bản Minami gì đấy. Thì hôm nay mục tiêu là sẽ so sánh hàng này nó có im chặt như nhau không. Thì để nói như vậy thì so sánh hai hàng này, cái điều đầu tiên chắc chắn là khập khiễng rồi. Tại vì thằng boot này thì nó lắc là mềm im và đặc tính của nó là nhẹ nữa. Còn bên đây thì mẫu này là bản mới nhất của thằng Mexico 66SD, thì nó không có gel rồi, nhưng mà nó chỉ có cái lớp điểm ở đây, lớp điểm này, và cái để tăng độ im cho các bạn đó là cái này, cái shop Ultralight này với một cái chất liệu điểm ở đây. Nhưng mà nếu mà so độ mềm á, so độ mềm ai mà có hai đâu, ai mà có đôi bút và có thằng bút và có cái Mexico 66SD này này, hãy sờ thử đi độ mềm. Tại vì cái phần này nó nhỏ nên các bạn cảm giác là nó không có cảm giác kỹ là nó mềm tới được nào, nhưng mà theo tôi sờ thì nó cũng ngang ngửa nhau đấy. Mặc dù thằng này nó mỏng hơn, nó nhỏ hơn, còn thằng này á thì nó dày, nó nhiều hơn. Chắc chắn là thằng bút này nó sẽ im hơn rồi. Tại vì một thằng nó đơn giản là một thằng chuyên về running, để giờ để chạy, để tập thể dục, để đi bộ này kia. Còn thằng này thì các bạn có ai mà rảnh mang thằng này, mang này để đi chạy bộ không? Không. Để đi tập thể dục không? Không. Người ta chỉ mang đi uống cà phê, hẹn hò, cà phê, cà pháo, rồi tới nơi làm văn phòng công sở gì, người ta mang cái này cho lịch sự để mặc quần tây đồ. Còn này để mặc quần lửng, chạy vòng vòng công viên đồ, hoặc đi tập gym, tán gái đồ này kia đồ. Thì nên là các bạn đừng có so sánh giữa thằng này cái đế bút phần này. Nếu mà nói êm thì chắc là tôi chọn này, còn tại vì nó là chuyên về dân dụng rồi. Còn nếu mà so những cái thằng mà dòng dài mà kiểu mà giày tây giày này kia nữa, giày tây và những cái mẫu mà Lasix thì chắc chắn này êm hơn rồi. Cái độ điềm ở đây là cái thứ nhất, và cái này nó êm hơn nữa là cái thứ hai. Đây, sẵn đây lấy luôn thằng cái đế lót của thằng bên bút này, bên đôi Adidas đấy, tại vì cái này nó điềm quá dày rồi này. Nguyên cái phần gel này, nguyên cái phần bút này nó quá dày rồi. Ồ, xin lỗi nha, nói chung cái nó quá dày rồi thì nó đâu cái thằng này đâu cần làm dày nữa chứ, đâu cần phải thêm cái chất liệu im này nó làm gì. Và thằng này nó đã mỏng, nó có một phần thôi, nó hỗ trợ ít và nó thêm thằng này nữa là đúng rồi, thêm Ultralight. Cái này theo tôi biết là 50 5 mm thì phải, 5 mm hay 5 cm vậy. Nên là mà nói vậy trong sản xuất hồi nào nó cũng có chênh lệch, thì nó khoảng chênh lệch nằm giữa 6 đấy, 6 hoặc 4 là sao ok. Đấy, thế so sánh đồ im hôm nay thì có nhiêu đó thôi. Sáng nay quay cho mọi người coi luôn. Đấy, căng cảnh. Cái này quay về, camera trước nên chắc cũng không rõ mấy đâu. Các bạn cứ xem. Mexico 66SD bản Oreo này. Đấy nè, thì tôi cũng quay nhiều rồi. Nhờ mọi người cũng biết à, mẫu này thì chưa quay. So sánh thì chỉ so sánh hai thằng đây tôi im thôi, còn cái mặt dài thì khác nhau so sánh cái gì nữa. Thôi, cái này để tôi up Tiger, mà để tôi nói Tiger. Thì đây. Em này thì nó có cái mã code luôn. Đây, các bạn có thấy cái mã code nó ù lớp tem à. Cái mã mà dán chống hàng chống trộm như thế không? Đó là tôi tháo này là rồi này. Mà Mitsuko 66SD nói nhiều quá rồi thì cũng chẳng gì để nói. Thì gần đây thì nó cũng có một cái nó sử dụng cái mặt dài nữa, hơi mặt dài với dạng da dày này xíu. Hôm bữa có cái đôi bản limited, cái bản ta bản Halloween mà giao cho khách rồi, nên là không có quay được. Hôm bữa về cũng bận quá, cũng gấp để giao cho khách chứ sợ ôm lại mấy ngày khách khách người ta trông chờ. Này quay này kỹ chứ cho mọi người nghe.
Đúng rồi, SD tôi khoái nhất cái này. Khoái cái logo làm đẹp. Nó in xong rồi nó ép xuống, nhìn nó sang. Chắc ghê. Rồi, ở đây thì cái mặt dài của con này thì làm bằng da trơn hết, và chỉ có kết hợp da lộn với những cái chi tiết trang trí này, cái đuôi này và dòng logo này. Nếu mà này làm da trơn luôn tôi nghĩ chắc xấu á, nên là mấy anh này đã quyết định vậy là đúng rồi. À, trước có nói rồi thì cái nhà máy sản xuất trước những cái đôi mà Mexico bản 1, bản 2 giữa giữa thì nó còn sản xuất là KB, bây giờ nó chuyển thành TV hết rồi các bạn xem. À, thằng trước nó sản xuất nó đã bị mắc mắc đơn hàng rồi đó. Lý do thì không biết, lý do thì chắc cũng có nhiều nên mình không có nói nhiều đó. Nên các bạn thấy mà cái những cái đôi nào ít đi mà ghi chữ TV đây á, đừng có kêu nó là fake nha. Nhưng mà những đôi fake mấy bạn nhìn cái đường chỉ và cái da của nó là các bạn biết liền à. À, cái đó chắc là tôi. Hôm qua có một cái anh ngoài Hà Nội, anh chụp hình cái đôi màu vàng đen anh gửi cho mình, anh hỏi theo anh coi nó là fake hay là real. Mình nhìn cái mình biết liền à, nên là trong nghề mà thì trong nghề thì đúng rồi, tôi vừa bán tôi vừa hồi trước tôi làm nữa, nên là chuyện đó là đối với tôi là bình thường. Anh kêu chuẩn đấy, anh kêu nó mua để anh so sánh thì cái đó cũng tốt, nhưng mà đương nhiên là chất lượng không bao giờ bằng rồi. Cái này để có gì để nói nữa không ta, chẳng có gì để nói nhiều mấy, tại vì nói hết chứ rồi. Có gì những anh mà hỏi hay hỏi mình là Mexico 66. Ủa, thường mình sẽ câu 66 SD á, nó khác nhau cái gì, thì ở trên cái trang của mình đã up lên trên đó rồi, và trang mình nó cũng có kênh YouTube, các bạn có lên đó coi. Hôm nay ngựa ngựa xíu thôi mà, đi cũng lâu lắm mình không có đăng video lên trên cái trang, nên là mình tranh thủ rảnh làm xíu để cho mọi người xem. À, có ai muốn xem dashboard không? Đây, nó đúng size 8 của tôi luôn. Tôi sẵn nhân tiện cũng chưa có đôi số 8 nào, cũng chưa có đôi Adidas nào chứ, nên là đang nghiêng mấy chục phần trăm về đây để mang. À, sẵn nói bút luôn, hồi trước tôi không bán cái này, cũng chưa cầm được cái đôi bút nào, bút thật bút giả, nên là không biết, thì chắc cũng qua đó nói rồi. Bút thật này các bạn nhìn cái bề mặt nó cứ sần sùi do nó là sự kết hợp từ những cái hạt rời rời với nhau, người ta kết hợp thành và ép vô cái bút, ép vô cái khuôn nên nó có lằn lằn hết. Còn cái mấy cái bút mà nó làm giả, cái bút ép á, gọi bút ép á, thì các bạn nhìn cái những cái hạt của nó rất là đều, còn mấy hạt này bự nhỏ bự nhỏ bự nhỏ bự nhỏ lộn xộn hết, và thỉnh thoảng nó có những cái đường lõm xuống luôn. Đây, ví dụ cái chỗ này em này, các bạn xem có xem thấy không, không ta bấm này, này các bạn thấy không, nó rất là nhẹ. Câu này thì hiện tại nó không có ghi, thường trước tôi làm thì sẽ có những cái tem nó ghi là cái đôi nó nặng bao nhiêu, rồi tôi cầm chừng 200 mấy cả làm cái gì, thì tính là một cái đôi khoảng 600-700 gram là một đôi dài là giỏi đó, dự đoán thôi. Thì thằng này chắc cũng nặng, này nó là da không à, còn này là chất liệu mặt mét siêu mà mét với mấy miếng nhựa để cố định thôi. Mà từ lúc cầm thằng này thì mới biết tại sao nó luôn được mọi người săn, im nhẹ dễ mang và rất là năng động nữa. Cái đế này theo tôi biết đây là cái chữ công nghệ gì, tiếng Anh cũng chẳng biết, nhưng mà hôm bữa có đọc ở mấy cái tài liệu của tiếng Nhật của nó, cái chất liệu làm đế này thì là một cái thằng nhà sản xuất mà nó phát triển cái vỏ xe đua F1 ở bên nước ngoài á, nó ở đó nó làm ra cái chất liệu này, nên là nó rất là bám rất là tốt. Đó là thông tin tôi đọc từ cái trang web Adidas Nhật thì phải. Rồi, hôm nay tới đó thôi nha. Bye bye. Mọi người ai có thắc mắc, có hỏi gì đó cứ inbox đi. Khi nào tôi lạnh lùng trả lời cho nha. Bye.